Mái tóc của cô bé này khi sinh ra đời đã là nửa đen nửa trắng. Ở trong trường, cô bé bị bạn bè ăn hiếp, phải làm sao đây? Đánh lại chứ sao? Một bên gầm gừ, một bên đánh thật mạnh. Đương nhiên cô bé không ngừng bị kỷ luật. Mọi người đều nói rằng những người trong lòng có vấn đề. Tất cả đều là vì họ có một tuổi thơ đầy bi thảm. Cruella lúc thắng lúc thua, còn bị bạn bè ném cả người vào trong thùng rác. Cô bé tiếp tục đánh trả lại. Rất may cô bé còn có một người mẹ biết lý lẽ. Trước khi Cruella bị nhà trường đuổi học, mẹ cô bé đã xin cho cô được nghỉ học. Mẹ của Cruella đã nhận ra tài năng thiên bẩm của cô bé trong lĩnh vực nghệ thuật, nên dẫn theo cô bé tới London để tìm kế sinh nhai. Mẹ cô bé đã khoác lên người bộ trang phục đẹp nhất của mình, đồng thời đeo vào cổ của Cruella sợi dây chuyền hồng ngọc để Cruella bảo quản, đồng thời yêu cầu Cruella phải đợi cô trong xe, vì mẹ phải đi cầu xin một người. Đó chính là bà chủ cũ của cô, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thành phố London, nữ nam tước Berenice von Helmond. Nhưng Cruella đã không nghe theo lời của mẹ. Cô bé xông thẳng vào buổi dạ vũ của xã hội thượng lưu. Đó là một đêm khiến cho cô được mở mang tầm mắt. Những bộ trang phục đặc sắc thu hút mọi ánh nhìn. Trong tâm hồn nhỏ bé của Cruella đã bắt đầu nhen nhóm mầm mống của sự tươi đẹp. Cruella đã bị quản gia phát hiện ra. Nhưng quản gia John lại không đuổi cô, mà việc làm đầu tiên chính là giúp cô đeo cái mũ vào để bảo vệ cho cô bé. Đây chỉ là một ẩn ý, sẽ được giải đáp vào cuối phim. Cruella nghịch ngợm đã bị ba con chó đốm đuổi theo phía sau. Cô nhảy lên xích đu trên sàn catwalk, trốn được sự tấn công của những chú chó đốm, trốn ra khỏi vũ hội, nhưng lại dương mắt nhìn ba con chó đốm chạy về phía bờ vực thẳm và hướng thẳng tới vị trí mà người mẹ của Cruella đang đứng nói chuyện với nữ nam tước. Khung cảnh tiếp theo đã khiến cho Cruella tự trách một thời gian dài. Mẹ cô đã bị ngã nhào xuống vực sâu mà chết. Cruella hoàn toàn sụp đổ. Cô bé cảm thấy rằng chính mình đã hại chết mẹ. Cô bé tự giày vò chính bản thân mình. Trong quá trình trốn chạy, cô bé đã làm mất sợi dây chuyền hồng ngọc mà mẹ đã đưa cho cô. Từ đây cô bé bắt đầu cuộc sống lang bạt nơi đầu đường xó chợ ở London. Cô bé ngủ bên thành hồ nước ở công viên. Sau đó cô bé đã gặp được hai cậu bé cũng là kẻ lang thang giống như cô, Jasper và Horace. Cả ba trốn trong một tòa nhà dân cư bỏ hoang. Cruella đã nhuộm đỏ bộ tóc của mình. Sau khi trưởng thành, Cruella cùng với Jasper và Horace tổ chức thành một đội trộm cắp vặt gồm có 3 thành viên, đi lang thang khắp hang cùng nhỏ hẻm, sống bằng nghề ăn cắp vặt. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Cruella, Jasper và Horace đã tặng cho Cruella một món quà sinh nhật vô cùng tuyệt vời. Thông báo nhận việc của cửa hàng thời trang London. Bọn họ đã thay đổi tờ thông báo nhận việc để giúp cho hồ sơ lý lịch của Cruella được thông qua. Tuy nhiên, tài năng của Cruella vẫn không được thi triển ra bên ngoài. Chủ quản chỉ giao cho cô nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh. Cô hoàn toàn không có được cơ hội được nhậm chức ở bộ phận thiết kế. Vào buổi tối một ngày nọ, Cruella có tài nhưng không có đất dụng võ. Vì buồn bã nên uống rượu say khướt, xông thẳng vào phòng trưng bày của cửa hàng và nói với búp bê mannequin rằng: "Tôi không thể để cho cô trông như thế này." Ngày hôm sau, ở trước cửa kính, mọi người đã nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kinh ngạc, váy dài xếp tầng bằng giấy báo, cùng với những hình vẽ nguệch ngoạc ở phía sau, tạo nên một bức tranh độc đáo cho phòng trưng bày. Chủ quản đã kéo tay của Cruella lúc này vừa tỉnh cơn say ra khỏi phòng trưng bày. Sau đó nhà thiết kế nữ nam tước đã tới đây. Đây là nhà thiết kế thời trang có tiếng nói nhất. Vào thời đại những năm 70 của thế kỷ trước, thông qua cái kính đen, vừa nhìn đã dừng lại ngay ở những tranh vẽ và thiết kế váy áo ở phòng trưng bày. Bà ta bước chân vào trong cửa hàng và yêu cầu trợ lý đưa tấm danh thiếp cho Cruella lúc này đang bị đè trên mặt bàn. Cruella đã dùng răng cắn chặt lấy tấm danh thiếp. Cô đã được nữ nam tước tuyển dụng. Dường như tất cả đều đã có sự chuyển biến tốt. Cruella đã tới văn phòng của nữ nam tước để nhận việc. Cô có phẩm chất, biết cách thưởng thức, năng lực làm việc mạnh mẽ, có thể dùng những phương pháp mang tính sáng tạo để tổ chức lại toàn bộ sự phối màu và loại vải được sử dụng cho các bộ trang phục được thiết kế ra, tạo nên một phong cách hoàn toàn mới. Do đó Cruella đã nhanh chóng được thăng tiến lên vị trí trợ lý của nữ nam tước. Cho tới một ngày nọ, cô phát hiện ra nữ nam tước đang đeo trên cổ sợi dây chuyền hồng ngọc mà lúc nhỏ cô đã làm mất. Thì ra sợi dây chuyền này có lai lịch rất lớn. Nữ nam tước nói rằng sợi dây chuyền này trước đây đã bị một người hầu lấy trộm đi mất, nhưng sau đó lại quay trở về lại bên bà. Tới lúc này Cruella mới ý thức được rằng khi xưa mẹ của cô hy vọng nữ nam tước có thể chăm sóc được cho cô, nhưng nữ nam tước thì lại không ý thức được rằng cô gái trước mặt mình lại chính là Cruella sau khi nhuộm tóc. Cruella vô cùng tức giận. Cô không thể nào chịu nổi khi có người nói rằng mẹ của cô là một tên trộm. Cô quyết định một lần nữa đi lấy trộm sợi dây chuyền đó về. Nữ nam tước đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc giới thiệu tác phẩm. Sợi dây chuyền đang giấu trong két sắt. Ba người đã tạo thành một đội và bắt đầu hành động. Đầu tiên ra, Jasper sẽ phải xử lý hệ thống giám sát. Còn Horace thì ngụy trang thành nhân viên diệt chuột và côn trùng, bước vào trong bữa tiệc, chờ cơ hội lấy trộm. Còn Cruella thì phụ trách trở thành tâm điểm trong buổi tiệc, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô khoác lên người bộ lễ phục màu trắng thuần, làm đổ hết toàn bộ tháp ly rượu champagne, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người về phía mình. Sau đó mượn lửa từ một nhân viên phục vụ, đốt cháy bộ lễ phục màu trắng đang khoác trên người của mình. Bộ lễ phục màu trắng phút chốc bị ngọn lửa đốt thành bộ lễ phục màu đỏ. Cruella trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc. Tuy nhiên bà chủ nữ nam tước lại không nhận ra được Cruella.
chính là người trợ lý với mái tóc nhuộm đỏ ở bên cạnh bà ta hàng ngày. Người phụ nữ này chính là tới đây để gây sự, yểm trợ cho Jasper và Horace đi lấy trộm sợi dây chuyền. Không ngờ là Horace đã tránh được sự giám sát của tia hồng ngoại, mở tủ bảo hiểm ra thì phát hiện bên trong chẳng có gì cả. Tới lúc này Cruella mới phát hiện ra nữ nam tước đang đeo sợi dây chuyền hồng ngọc đó trên cổ. Horace còn bị nhân viên an ninh phát hiện ra, nên trước mắt đành phải điên cuồng tạo ra sự hỗn loạn cho buổi tiệc này. Jasper giả làm người phục vụ trong buổi tiệc, anh ta giấu chuột trong dĩa thức ăn, đậy nắp lại và mang lên bàn tiệc. Trước mặt của nữ nam tước, anh đã lấy nắp đậy dĩa thức ăn ra. Nữ nam tước bị dọa chết khiếp, Cruella đã nhân cơ hội đó giật lấy sợi dây chuyền hồng ngọc trên cổ của nữ nam tước. Nữ nam tước sau khi ý thức được sợi dây chuyền hồng ngọc đã bị lấy trộm, lập tức thổi còi. Vài con chó đốm bắt đầu chạy đi đuổi bắt chuột. Tiếng còi này khiến cho Cruella bừng tỉnh, thì ra mẹ của cô hoàn toàn không phải bởi vì cô mà bị chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, mà là do nữ nam tước đã ra lệnh cho những con chó đốm nhảy lên người của mẹ. Nữ nam tước mới là hung thủ giết người thật sự. Cruella với khuôn mặt vô cùng bất ngờ, cô đã được Jasper kéo tay chạy đi. Cả hai vội vàng chạy trốn, lấy trộm được một chiếc xe, cả bọn nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Cruella sau khi đi tới bên bờ hồ, cuối cùng cũng đã thoát ra được cảm giác tội lỗi của năm xưa. Cô bộc lộ bản tính hung ác của mình ra. Cô vốn dĩ chính là một đại ma vương trả thù. Bạn có biết làm thế nào để lấy trộm con chó đang được tắm trong tiệm thú cưng hay không? Sắp xếp một chú chó cưng vào trong cửa hàng để tiến hành khiêu khích. Ba con chó đốm trên người còn đang dính đầy bọt xà bông đã lao thẳng ra ngoài cửa tiệm như thế đấy. Chúng bị dẫn dụ lên một chiếc xe tải, cánh cửa xe được đóng lại. Chú chó nhỏ sẽ chui ra phía trước qua cái lỗ nhỏ, còn ba con chó đốm thì bị kẹt lại ở thùng xe phía sau rồi. Cruella không những đã lấy trộm chó của nữ nam tước, mà cô còn muốn lấy trộm luôn cả toàn bộ sự nghiệp của nữ nam tước. Trong một tình huống mà nữ nam tước sẽ xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ, Cruella sẽ dùng những phương thức xuất hiện khác thường để gây sự chú ý của tất cả mọi người. Cô lái chiếc xe mô tô, trên mặt vẽ nguệch ngoạc nhiều hình ảnh, dùng ánh đèn chiếu để tạo ra một chữ ký khổng lồ. Nữ nam tước còn chưa kịp xuống xe thì Cruella đã nhờ Jasper và Horace dùng sợi dây đai để khóa chặt cửa xe. Cruella bước lên nóc xe, bộ váy xòe khổng lồ đã che đi hết toàn bộ chiếc xe hơi. Tất cả mọi tuyên truyền, không có bản tin nào là không tuyên bố rằng nữ nam tước đã hết thời rồi. Cruella còn trực tiếp lái chiếc xe chở rác tới, đem toàn bộ những bộ trang phục do nữ nam tước thiết kế xem như rác, đổ hết toàn bộ lên tấm thảm đỏ. Còn cô thì nắm lấy tay cầm của cửa xe. Chiếc xe từ từ được khởi động, những bộ trang phục được may ghép lại, trở thành một cái váy khổng lồ đang quét bụi bặm ngay giữa đường. Việc này vẫn chưa được xem là quá đáng nhất. Cruella còn lợi dụng thân phận trợ lý của mình để thiết kế cho nữ nam tước một bộ lễ phục mang tính đại diện vô cùng tinh tế. Trên thực tế, nguyên liệu để thiết kế nên bộ trang phục này chính là từ những cái kén của con bướm đêm. Đợi tới ngày giới thiệu tác phẩm thì cả một đàn bướm đêm từ trong nhà kho bay ra ngoài. Bộ trang phục mang theo niềm hy vọng giúp nữ nam tước một lần nữa bước lên vũ đài danh vọng trong phút chốc đã bị tan tành. Cruella đã dựng nên một cái vũ đài ngay bên cạnh hồ nước trong công viên và tổ chức một buổi lễ quần ma loạn vũ để ra mắt tác phẩm thời trang của mình. Cô đã vô cùng đắc ý, nhưng cô không ngờ rằng từ lâu cô đã lọt vào tầm ngắm của nữ nam tước. Nữ nam tước cuối cùng cũng đã ý thức được rằng cô trợ lý nhỏ nhắn bên cạnh mình với Cruella là cùng một người. Bà ta tìm được tới nơi ở của Cruella, bắt giữ Jasper và Horace, tạo ra hiện trường giả như thể hai người họ đã âm mưu giết chết Cruella để cho hai người họ vào tù, đồng thời cướp về lại những con chó đốm của bà ta. Nữ nam tước đã bắt trói một mình Cruella vào chiếc ghế dựa, phóng hỏa thiêu đốt toàn bộ cả căn phòng này. Còn nhớ quản gia John mà khi Cruella còn nhỏ đã giúp cô đội cái mũ lên đầu hay không? Lần này ông ấy lại xuất hiện để giải cứu cho Cruella. Và tới lúc này, Cruella mới biết được thân thế thật sự của mình. Quản gia John đã tháo sợi dây chuyền hồng ngọc của Cruella ra, không ngờ là bên trong lại đang ẩn giấu một cái chìa khóa. Lấy chìa khóa này mở khóa của một hộp gỗ ra, không ngờ bên trong lại là một bản di chúc. Chồng của nữ nam tước trước khi qua đời đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho đứa con của ông ấy, và Cruella chính là đứa con gái của nữ nam tước. Tuy nhiên người phụ nữ độc ác nhẫn tâm này không ngờ lại muốn giết chết đứa con của mình. Khi Cruella còn là một em bé sơ sinh thì đã được quản gia John cứu thoát và giao Cruella cho người mẹ nuôi của cô bé. Do đó nên mới xảy ra câu chuyện mẹ nuôi của Cruella quay trở lại nơi này để cầu xin nữ nam tước giúp đỡ. Cruella sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự thật thì hoàn toàn suy sụp. Người mẹ ruột của cô đã giết hại người mẹ nuôi của cô và trở thành kẻ thù lớn nhất của cô. Ngày hôm sau, khi trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, là cô đã lấy trộm chiếc xe mô tô của bưu tá và lái xe đi khắp nơi mà chẳng có mục đích gì cả. Bên cạnh bờ hồ nước mà lúc nhỏ cô đã nằm khi lưu lạc ngoài đường, cô tự lẩm bẩm một mình. Cruella sau khi chấp nhận một hiện thực vô cùng tàn nhẫn ấy, sự lương thiện còn tồn đọng lại trong trái tim của cô. Tới bây giờ đã không còn nữa, sự phản kháng ngược lại của nữ ma vương đã chính thức bắt đầu. Cô đã cướp lấy một chiếc xe chở rác, trực tiếp lao thẳng vào trong sở cảnh sát, cho chú chó nhỏ mang theo chìa khóa, đưa cho Jasper và Horace để họ tự mở khóa. Sau khi cứu được hai người họ, thì lợi dụng việc phân phát thư mời tham dự buổi ra mắt của nữ nam tước, cô thay đổi nội dung bên trong để đề xuất ra một lời yêu cầu mới. Đợi tới ngày diễn ra buổi lễ ra mắt tác phẩm thời trang,
Nữ nam tước mới phát hiện ra tất cả mọi người đều hóa trang thành ma nữ trắng đen giống y hệt dáng vẻ của Cruella. Đây đương nhiên là âm mưu của Cruella. Cruella đã trà trộn vào bên trong mọi người. Cô đã dẫn dụ nữ nam tước đi tới vị trí mà năm xưa mẹ nuôi của cô đã gặp nạn, bên bờ vực thẳm. Nữ nam tước muốn thả chó ra cắn cô, nhưng bởi vì cô và đàn chó này ngày đêm ở cùng nhau, nên từ lâu cô đã có thể khống chế được ba con chó đốm này rồi. Cruella trong bộ dạng của người nữ trợ lý, một mái tóc màu đỏ, đã biểu diễn một màn kịch hai mẹ con tương phùng thật xuất sắc. Nữ nam tước giả vờ như ôm lấy cơ thể của Cruella, rồi đột nhiên đẩy cô ngã xuống vực thẳm. Tuy nhiên lần này khác với vụ mưu sát xảy ra vào 10 năm trước, chính là Cruella đã sắp xếp ổn thỏa từ đầu là để cho tất cả khách mời tham dự bữa tiệc đều trở thành nhân chứng chứng kiến tận mắt. Nữ nam tước bởi vì tội danh mưu sát nên đã bị bắt giữ, và người mà bà ta mưu sát chính là người trợ lý của bà ta. Còn Cruella thì lại tái sinh trong hình dạng thật của mình. Khi Cruella bị đẩy ngã xuống vực thẳm, cô có mang theo dù nên đã thoát nạn. Sau đó cô đã kế thừa toàn bộ di sản của nam tước. Người nữ ma đầu đã giết chết con ác long này, đương nhiên cũng đã trở thành một ác long hoàn toàn mới.